Hà Nội, em không tự chữa đến khi âm tính mới bị gọi đi điều trị tập trung. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Chị NB Hà Nội cho biết con chị đang học lớp 9 là F0, được đưa đi cách ly tập trung cùng bạn F0 cùng lớp. Nhưng hôm nay là 4 hôm rồi mà chưa có đơn thuốc gì cả. Hàng ngày có người đi hỏi xem các triệu chứng của cháu thôi, chứ cũng chưa được test hay uống thuốc. Mong các bác sĩ cho em biết như thế có đáng lo ngại không? Nếu có thì nên uống thuốc gì để phía gia đình chủ động mua và gửi vào cho con. Ngoài kẽm với C ra, chị NB đặt câu hỏi với các bác sĩ quân y tư vấn miễn phí cho bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội. Trong khi đó, một công dân khác cũng phải lên mạng hỏi tư vấn của bác sĩ khi chị gái cô bị Covid-19 vào ngày hôm qua. Hiện chị gái cô chỉ bị nghẹt mũi và chưa có các triệu chứng khác. Tuy nhiên, điều cô lo lắng là y tế không phát cho thuốc kháng virus hay gì cả, chỉ bảo xúc họng. Vì thế, cô này mới hỏi giờ cho uống thuốc Fariperavir 400mg luôn được không ạ? Không chỉ chậm tiếp cận với y tế, mà nhiều người dân thủ đô cũng phản ánh tình trạng phải chờ đợi quá lâu kết quả xét nghiệm khẳng định Covid-19. Điều này khiến nhiều F0 rơi vào tình trạng khóc dở, mếu dở. Đó là trường hợp gia đình anh B ở khu đô thị cao cấp quận Hai Bà Trưng. Ngày 4 tháng 12, vợ anh bị sốt, sau đó một ngày thì chị này bị đau họng, đo nhiệt độ 37,5 độ. Vì nghi ngờ mắc Covid-19 nên chị đã test nhanh cho kết quả âm tính. Anh B không có biểu hiện gì, nhưng test nhanh lại cho kết quả dương tính. Sáng 6 tháng 12, anh báo cáo lên y tế phường, thì đến chiều tối ngày 7 tháng 12, y tế phường vào lấy mẫu để làm xét nghiệm PCR. Chúng tôi đã nghiêm chỉnh tự cách ly trong nhà và chờ người nhà mua thuốc tự chữa trị. Đến ngày 11 tháng 12, tôi nhận được điện thoại thông báo của nhân viên y tế phường kết quả cả hai vợ chồng dương tính, anh B cho hay. Theo anh B, ngay từ khi có dấu hiệu nghi ngờ, thì cả hai vợ chồng anh chị đã ở trong nhà suốt mấy ngày, tự điều trị tại nhà. Đến ngày 11 tháng 12 là được 10 ngày, anh chị cũng tự test nhanh tại nhà trong 3 ngày liên tiếp, 11, 12, 13 tháng 12 đều cho kết quả âm tính. Trong gần đấy ngày mà y tế phường không có biện pháp chữa trị hay thăm khám xem bệnh nhân thế nào, thì hôm nay tôi lại nhận được thông báo đi viện tập trung. Tôi đã trình bày và có đơn xin được điều trị tại nhà từ hôm 11 tháng 12, nhưng họ vẫn không chấp nhận, anh B thông tin. Anh vô cùng lo lắng và thấy khó hiểu khi đã liên tục test nhanh âm tính 3 ngày mà vẫn phải vào viện điều trị cùng các F0 khác, trong khi trước đó test dương tính thì chờ đợi mãi không được đưa đi điều trị.